Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin Ôm Thanh Fair là một bộ phim tâm lý tình cảm năm 1995 do Bo Widerberg viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim lấy bối cảnh ở Thụy Điển trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Phim xoay quanh mối quan hệ đầy phức tạp giữa cậu học sinh Steve và cô giáo Viola, một người phụ nữ đã có chồng. Mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là tình cảm, mà còn phản ánh những khía cạnh sâu sắc về tâm lý và xã hội thời bấy giờ. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Johan Weiderbert Marika Lagergren Thomas Von Brom Karin Hall và Nina Ganki Sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim Năm 1943 giữa Thế chiến thứ hai, Tech Santison một học sinh trung học thông minh nhưng thiếu kinh nghiệm sống sống cùng gia đình trong một môi trường bình thường Viola cô giáo mới của Tech khoảng 37 tuổi đã có chồng nhưng cuộc hôn nhân của cô gặp nhiều khó khăn chồng cô kiev là một người nghiện rượu và bạo lực mối quan hệ giữa tích và viola bắt đầu khi tích cùng với các bạn học bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô giáo mới ban đầu mối quan hệ này chỉ dừng lại ở sự tò mò và sự ngưỡng mộ của một cậu thiếu niên với cô giáo một ngày nọ viola nhờ tích đến nhà giúp đỡ việc học hành và từ đây mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết hơn viola cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc bắt đầu tìm kiếm sự an ủi và tình cảm từ tích ngược lại tích bị cuốn hút bởi sự quyến rũ và tình cảm của viola và mối quan hệ tình ái giữa họ bắt đầu mối quan hệ giữa tích và viola trở nên phức tạp hơn khi họ phải đối mặt với những cảm xúc thật sự của mình tích nhận ra rằng mối quan hệ này không chỉ là sự khám phá tình dục mà còn chứa được nhiều cảm xúc phức tạp và đau khổ viola cũng bị giằng xé giữa tình cảm với tích và trách nhiệm với chồng khi mối quan hệ trở nên ngày càng công khai và khó giấu giếm cả hai nhân vật đều phải đối mặt với những hậu quả từ xã hội và gia đình kiev chồng của viola bắt đầu nghi ngờ và điều này dẫn đến những xung đột và bạo lực trong gia đình mối quan hệ giữa tích và viola cuối cùng đã bị phát hiện viola phải đối mặt với những lời đàm tiếu và sự lên án từ xã hội dù đã học được nhiều thứ từ mối quan hệ này, cũng phải trả giá khi bị tổn thương và mất đi sự ngây thơ của mình. Bộ phim kết thúc khi Thế chiến thứ hai cũng kết thúc, đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong cuộc sống của các nhân vật. Tích đã trưởng thành hơn sau những trải nghiệm đau thương, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của mình. Viola dù phải chịu nhiều đau khổ cũng tìm cách để hàn gắn và tiếp tục cuộc sống. Ôm Thanh Phe là một tác phẩm phức tạp và đầy cảm xúc phản ánh sâu sắc về mối quan hệ con người trong bối cảnh lịch sử và xã hội. Bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, tình yêu, trách nhiệm và sự trưởng thành. Cốt truyện của bộ phim khá táo bạo và nhạy cảm khi đề cập đến mối quan hệ giữa thầy và trò, đặc biệt trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của chiến tranh thế giới thứ hai. Bộ phim không chỉ khai thác mối quan hệ này ở khía cạnh tình cảm, mà còn đi sâu vào tâm lý nhân vật và những hệ lụy mà nó mang lại. Bầu Weiderberg, đã xây dựng bộ phim với nhịp điệu chậm rãi nhưng sâu sắc mỗi khung hình đều mang đậm chất thơ và ý nghĩa cách ông khai thác tâm lý nhân vật cũng rất tinh tế làm cho người xem cảm nhận được sự phức tạp và đa chiều của mỗi người trong câu chuyện tạo ra một câu chuyện giàu cảm xúc pha trộn giữa sự ngây thơ và sự trưởng thành tình yêu và sự phản bội johan widerberg trong vai tích đã thể hiện xuất sắc sự ngây ngô tò mò và cả đau đớn của một thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành Marika Lagergrang cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với vai Viola, một người phụ nữ phức tạp, đầy mâu thuẫn, bị răng xé giữa trách nhiệm và cảm xúc cá nhân. Diễn xuất của cả hai nhân vật chính đã tạo nên một sự tương tác mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục. Hình ảnh của bộ phim rất đẹp và chân thực, từ bối cảnh thời kỳ chiến tranh đến những cảnh quay nội tâm của nhân vật. Âm thanh và nhạc nền cũng được sử dụng một cách khéo léo, góp phần tăng thêm cảm xúc và sức hấp dẫn cho bộ phim bộ phim không chỉ là một câu chuyện tình cảm mà còn là một tác phẩm phản ánh sâu sắc về con người và xã hội. Nó đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, trách nhiệm và tự do cá nhân. Bộ phim cũng nhắc nhở người xem về sự phức tạp và đa dạng của cuộc sống và cách mà mỗi người đối diện với những lựa chọn và hậu quả của mình. Tóm lại, Ôm Tinh Phe là một bộ phim đầy xúc động và suy ngẫm, với kịch bản sâu sắc, diễn xuất xuất sắc và đạo diễn tài tình nó là một tác phẩm không chỉ đáng xem mà còn đáng để suy ngẫm về những giá trị nhân văn và xã hội ok cảm ơn các bạn đã theo dõi tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo